Xin chào bạn Bùi Quang Thế nha, đặt hàng ở trên Shopee ở kênh Nguyễn Sang của mình nhé. Hôm nay mình quay mình test sản phẩm cho bạn nhé. Đây là main Giga B75, mình vẫn đang chạy bình thường, hoạt động bình thường nhá. Đây đây mình chạy con cạc 1050 Ti đây. Đây cây của mình đây. Đây mình quay tổng thể cho bạn xem nhá. Nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Đây các bạn nhìn thấy chữ dòng chữ gì bên trong không? Nó Giga B75HD3 nhá, đúng cái dòng đúng main mà bạn đặt nha. Đây mình vẫn chạy full cổng đây. Full cổng nó hoạt động bình thường nha bạn. Đó. Tất cả cổng LAN, loa đều chạy bình thường. Đây. Đây mình quay màn hình cho bạn xem nha. Đây. Đúng chưa? Vẫn B75HD3 đấy nhá. Mình sẽ đây nhá, mình sẽ bỏ hết dây rồi rồi bây giờ mình sẽ tháo main ra mình gửi cho bạn nha. Đây đúng cái main lên đấy lúc nãy nha, mình không trao đổi hàng hóa nha. Đây mình sẽ tháo từng chi tiết cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình tháo con cạc này. Mình sẽ tháo main và mình sẽ thả vào hộp cho bạn xem nhé, đóng gói cho bạn xem nhé. Đây, mình sẽ tháo ram này. Đây là quạt tản CPU này. Đây là ram này. Tháo hai thanh ram đấy nhá, hai thanh ram của mình đấy nhá. Mình sẽ tháo lên các dây này. Mình sẽ tháo đến fan nhé, tháo đến fan CPU nhé, nhanh nha bạn ạ. Hơi lít kích vất vả tí nhưng mà giờ hàng hóa giờ lúc test mà ok ấy. Gửi đi mà nó phát sinh lỗi gì thì rất là khó, nên là mình phải quay lại clip này để lắm lúc là đơn vị vận chuyển ấy, họ vận chuyển hàng ấy, vận chuyển hàng thì chẳng may là họ làm hộp hàng của mình bị méo mót chẳng hạn, nên có thể gây ảnh hưởng đến linh kiện điện tử của mình bên trong ấy. Thế nên là mình sẽ phải quay lại những cái clip này. Các bạn là bán hàng trên mạng này rất vất vả các bạn. Đây mình tháo cái fan của mình ra đây, keo vẫn còn ướt các bạn này, chưa kịp chết đâu. Mình dùng khá lâu rồi đấy, keo mình cây nên là mình dùng cũng tầm độ hơn năm rồi, rơi ở tầm 2 năm rồi đấy. Đây này, nhìn xem tầm 2 năm rồi này, quạt này, bụi này, thấy chưa, rất là bẩn rồi, tầm 2 năm rồi này. Dây của mình thì dùng 1050 Ti, chủ yếu là render video chơi game mấy cái bị nhã, không chơi những không chơi game mấy, đa số là làm việc em mình dùng là i5 3570. Đây nhá. Mình sẽ đây là main đây nhá. Mình sẽ gửi main này kèm với lại chặt nhá. CPU này tí mình sẽ bỏ ra.
Đây, chặn của nó đây, mình sẽ gửi mail chặn đầy đủ cho bạn. Đấy nhé, bây giờ mình sẽ đi lấy kia bút lông về để mình ký hiệu cho bạn nhé. Đây mình sẽ ký hiệu bằng bút xóa nhé. Đây mình sẽ ký hiệu bằng bút xóa nhé, ký chữ ký của mình nhé. Để ký ở mặt sau này nhé. Đây, chữ ký mình mặt sau đây nhé. Đó. Sang Shopee nhé. Đó. Bạn nhận được hàng đúng chữ ký này, bạn nhận nha. Đúng hàng nha. Rồi. À, đây nhá, sản phẩm đây nhá, mình đã bỏ CPU ra đây nhá. À, khi nhận hàng thì bạn nhớ là cái dưới cái viên pin này này mình có lót một cái miếng giấy nhá. Bạn dùng thì bạn bỏ cái lên miếng giấy nhá, để quá trình vận chuyển đấy thì điện nó không truyền ra main nhé, an toàn để tránh hạn chế chập rủi ro nhé. Nhận hàng thì dùng cạc trâu thì bạn lưu ý nhé, đừng cắm cạc trâu vội nhé, có thể gây chết main nhé. Cạc của bạn lỗi thì có thể gây chết main nhé. Đây là sau cái chữ ký của mình đây, mình sẽ đóng vào đây, mình sẽ đóng vào chiếc hộp này nhé, mình sẽ đóng vào chiếc hộp này, mình sẽ rồi kèm chặn đây nhá. Đây nhá, đây là sản phẩm sau khi mình đã sản phẩm nhá, sau khi mình đã gói xong nhá. Đây nhá, main ở dưới đây nhá, đó main đây để làm nhá, dưới đây nhá, mình bọc rất kỹ rồi nhá, trong shop đầy đủ nhá.